test cái vi sạch trong khi làm phun nồi mở tô với thay lọc gió. Tư luôn nha anh em. Zin nó có 100 mấy à. Rồi, anh em nhu cầu liên hệ mình nha. Đây chiếc Vision đời 2022. Đấy thời gian nó bị rè. Nó rung cái đầu. Sầm luôn. Ủa, tiêu nữa nè. Kêu ọt ọt kì đó nè. Đó. Mà duyên nó lên tới đây rồi. Chưa được 100 mốt rồi. Cái đó mình lạ nó mở tua là xe nó mạnh nó móc thôi ha. Mở radio 350. Vậy chiếc Vision sau khi mình làm phun nồi mở tua thay lọc gió xong, tại cho nó nhẹ nó bốc hơn nha. Phay cánh bi bẻ độ vớt theo bài để nó mở hết cái tua lần này ha. Còn Vision nó lên tới đây thôi. Đây, mình làm bố nè, và xô chuông rồi thay lọc gió đồ chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, tại nó nhẹ bốc với lại nó ít hao xăng hơn nha. Nó Vision thời gian nó đóng bụi rồi. Rồi lắp vô rồi mình test cho anh em xem khác biệt nha. Còn cái chiếc Vision làm phun nồi mở tua thứ hai lọc gió luôn. Rồi nó nhẹ bốc nó mạnh hơn nha. Nãy lên tới đây thôi, nãy 100 mấy rồi, bây giờ lên 130. Đây bộ ba xe SH350, ba chiếc SH300, SH Ý, mô tô. Đấy, cố gắng làm xong xe cho anh em khách nha. Bao lều luôn, đá người cho nó xong lập chạy là tháp chứ. Mấy kia làm dữ lại. Ủi, để sau lập chắc lúc á. Xéo lại luôn. Tục ngày hội SH300, SH350. 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Thắt nha anh em. Quá trời xe luôn.